giấy vệ sinh màu trắng và màu vàng, loại nào tốt hơn? Câu trả lời khiến nhiều người kinh ngạc. Nhiều người cho rằng giấy vệ sinh màu vàng tốt hơn vì nó tự nhiên hơn, nhưng thực tế có phải vậy? Giấy vệ sinh là thứ thiết yếu, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên, do tính phổ biến của nó mà giấy vệ sinh cũng có vô vàn thương hiệu, chủng loại khác nhau. Sau đây là một số thông tin quan trọng về các loại giấy vệ sinh mà ai cũng nên biết. Giấy vệ sinh màu trắng và màu vàng, loại nào tốt hơn? Giấy vệ sinh màu vàng là loại giấy vệ sinh có màu gốc, chưa tẩy trắng và có giá thành tương đối đắt nên nhiều người cho rằng dùng giấy vệ sinh màu vàng sẽ tốt hơn so với giấy vệ sinh màu trắng. Nhưng thực tế, giấy vệ sinh màu vàng bán trên thị trường không tự nhiên như chúng ta tưởng. Loại giấy vệ sinh hoàn toàn tự nhiên và nguyên bản là loại giấy vệ sinh chưa qua xử lý. Chúng thường được làm từ rơm, dạ, gỗ, nên nhìn chung cứng và thô hơn, không phải là loại giấy mà chúng ta vẫn thường dùng. Giấy vệ sinh màu vàng có mặt trên thị trường thường có mùi thơm, mịn, thực chất cũng qua những bước xử lý như giấy vệ sinh màu trắng. Điểm khác biệt duy nhất là nó không được tẩy trắng trong quá trình sản xuất mà thôi. Tuy nhiên, đánh vào tâm lý người dùng chuộng giấy vệ sinh màu vàng tốt hơn vì cho rằng nó tự nhiên hơn, một số cơ sở kinh doanh vô đạo đức còn cho thêm hóa chất độc hại vào giấy vệ sinh để nhuộm giấy thành màu vàng. Chính vì vậy, là người tiêu dùng thông minh, bạn nên tỉnh táo, hãy quan tâm tới chất lượng sản phẩm hơn là nhìn màu sắc trên thực tế dù giấy vệ sinh có màu vàng hay màu trắng chỉ cần đạt các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe thì bạn có thể yên tâm sử dụng mẹo chọn giấy vệ sinh tốt lựa chọn giấy vệ sinh kém chất lượng có thể gây hại tới sức khỏe người sử dụng như mẩn ngứa dị ứng sau đây là một số mẹo chọn giấy vệ sinh an toàn lựa chọn những thương hiệu giấy vệ sinh uy tín bạn nên chọn giấy vệ sinh với những thương hiệu chất lượng tại những địa điểm phân phối uy tín những thông tin cần chú ý khi mua giấy vệ sinh gồm ngày sản xuất tên thương hiệu, quy trình công nghệ sản xuất, chứng nhận an toàn. Nhìn vào tạp chất của giấy. Giấy vệ sinh tốt là loại giấy có ít tạp chất, và để biết đâu là giấy vệ sinh có ít tạp chất, bạn có thể thử bằng 3 cách sau. Sờ, khi sờ vào, nếu thấy giấy vệ sinh mềm mịn thì đó là loại giấy có ít tạp chất. Ngược lại, nếu giấy thô và cứng thì chứng tỏ nó có chứa nhiều tạp chất. Ngâm trong nước, khi ngâm giấy vệ sinh trong nước, nếu không có nhiều cạn bột rơi ra thì chứng tỏ đó là giấy vệ sinh tốt kéo khi kéo hoặc xé giấy vệ sinh nếu cạn bột rơi ra nhiều thì chứng tỏ giấy vệ sinh đó không tốt không nên mua